mừng quý khách hàng đã quay trở lại với chuyên mục hỏi đáp cùng hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung ngày hôm nay. Và hôm nay Ngọc sẽ giải đáp cho chị em phụ nữ một vấn đề mà Ngọc thấy được rất nhiều người đặc biệt quan tâm, đó là điều trị nám có cam kết hiệu quả hay không. Khi đến với Thẩm mỹ viện Ngọc Dung thì điều đầu tiên quý khách hàng sẽ được những chuyên gia hàng đầu của chúng tôi thăm khám, kiểm tra tình trạng da, sau đó sẽ tư vấn cho quý vị một liệu trình cụ thể, tại vì mỗi tình trạng da sẽ có một phác đồ điều trị riêng. Đồng thời các chuyên gia sẽ cam kết hiệu quả đối với từng tình trạng da của mỗi khách hàng. Và quý vị yên tâm, khi điều trị tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung thì chúng tôi đều lưu lại hình ảnh trước và sau khi quá trình điều trị để khách hàng có thể tiện theo dõi được hiệu quả của mình sau khi kết thúc cuộc điều trị nám tại Thẩm mỹ viện Ngọc Dung. Xin cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi chuyên mục hỏi đáp cùng hệ thống Thẩm mỹ viện Ngọc Dung ngày hôm nay và xin hẹn mọi người trong những chủ đề lần sau. Ngọc Dung, đẹp mãi với thời gian.